và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế từ gần 1.000 hectare nhãn, thời điểm hiện tại, các hộ nuôi ong trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang tập trung khai thác mật. Do nhu cầu của thị trường tăng cao nên mật ong hoa nhãn thu hoạch đến đâu đều được tiêu thụ luôn đến đó. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gần 100 hộ nuôi ong lấy mật, tương đương với trên 1.000 đàn ong của các cơ sở trong và ngoài địa bàn tỉnh đã được mang về đặt tại các vùng nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên để khai thác mật. Theo các hộ nuôi ong, hoa nhãn năm nay nở đẹp, thời tiết thuận lợi, kết hợp với nuôi chủ yếu là các giống ong ngoại, ong ý khỏe nên mật ong cho năng suất chất lượng cao hơn năm 2021. Do nhu cầu sử dụng mật ong hoa nhãn tăng cao để hỗ trợ tăng sức đề kháng trong phòng và điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, nên thu hoạch đến đâu được các tiểu thương và người dân trong và ngoài tỉnh đặt hàng mua luôn đến đó, với giá bán từ 95 đến 100.000 đồng một kg đối với ong ý và 140.000 đồng một kg đối với ong ta. Để mua được sản phẩm chuẩn mật ong hoa nhãn Hưng Yên, người mua cần lựa chọn mật ong có màu hanh vàng, mùi thơm, ngọt đặc trưng, có độ kết dính cao.